Ok, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Mình xin giới thiệu, mình tên là Win. Thì hôm nay mình sẽ quay một cái vlog về cái buổi chụp ảnh ngày hôm nay của mình. Mình sẽ đi xuống Phoenix, khoảng là chạy xuống đó khoảng 2 tiếng. Và mình sẽ bắt đầu cái buổi chụp khoảng 2 giờ. Thì lát nữa mình sẽ quay cho các bạn về cái quá trình làm việc của mình nhé. Hiện tại mình bây giờ mình đang đi đổ xăng để mình chuẩn bị chạy xuống Phoenix. Thì mình đổ xăng ngay chỗ Costco, một trong những cái vừa là cửa hàng chính là bán những cái đồ về cái hàng sĩ của Mỹ rất là lớn, và bên cạnh đó nó bán xăng nữa, xăng của nó rất là rẻ nên mọi người tới đây đổ xăng rất là nhiều. Sẽ sơ cho các bạn xem đó. Rất là đông luôn, chờ là chờ mòn mỏi luôn đó, chắc mình phải chờ tới khoảng 10 phút 15 phút mình mới được đổ xăng. Xăng của Mỹ chỗ mình ở thường dao động khoảng 2 đồng, ở Costco là khoảng 2 đồng 60 mấy, ở ngoài là tới khoảng 2 đồng 9 tới 3 đồng lận. Xăng thì lúc lên lúc xuống, và lúc cuối năm thì nó tăng rất là cao, nhưng mà đầu năm thì nó giảm được chút ít. Mình nghĩ là cuối năm lại tăng lên lại, nó sẽ có một cái, mình thấy nó có một cái dòng xoay nó như vậy. Thì lúc mà mình hồi mình qua tháng 3 mình thấy xăng 2 đồng 56 thôi, nhưng mà cuối năm nó lên 3 đồng, và đầu năm nó quay trở lại là khoảng 2 đồng 6. Cứ mỗi năm đầu năm nó tăng 10 cent hay sao đó. Giá xăng hôm nay chỉ có 2 đồng tư thôi, quá rẻ. Mình đổ đầy bình có 26 đồng, giá quá tốt. Tại thì mình đã tới được Phoenix. Đường phố hôm nay rất là đông. Đây các bạn có thể thấy giao thông của Phoenix này, những cái đường cao tốc, đường highway, đường freeway rất là đông xe luôn. Mình ở trên núi quen rồi, mình xuống đây mình chạy hơi cứ bị khớp cái tay chút xíu, chạy nhưng mà chạy khoảng nửa tiếng là bắt đầu quen liền. Đường phố hôm nay rất là đông. Đó, ngoài đường có 2 cô da màu nhìn chắc luôn các bạn ạ. Ngầu ghê không? Rất là style. Những người già ở đây thì đó là những người mà có tiền, họ thích những cái xe như thế này. Những chiếc xe này nó không quá mắc, nhưng mà nhìn rất là hưởng thụ cuộc sống. Mới vừa ăn bánh mì xong thì bây giờ mình tới cái quán bữa trước mình quay cho các bạn xem á. Đây là cái quán Easy Bakery and Coffee. Đó, thì mình sẽ quay lại mình mua một số nước. Thank you. Ok, mình đã mua được cái trà sữa rồi. Bây giờ mình bắt đầu đi tới công viên, chỗ mà mình hẹn với khách hàng. Ôi trời bắt đầu mưa rồi, không biết hôm nay có chụp được không. Thôi cố gắng để xem sao. Cũng hơi buồn, hôm nay là mình có, đáng lẽ là mình ra chỗ tiệm của cậu mình làm, nhưng mà mình hẹn với khách xuống đây để chụp nên phải chạy xuống, mà chờ lấy mưa. Không biết là đó có làm được gì ngày hôm nay không, nhưng mà cố gắng thôi. Hy vọng là trời mưa sẽ mau tạnh. Mình đã coi dự báo thời tiết là khoảng 3 giờ nó sẽ hết mưa. 3 giờ sẽ hết mưa thì hy vọng 3 giờ mình sẽ chụp được. Các bạn có thấy ngoài trời không? Mình chạy tới cái chỗ chụp thì may mắn là trời nó đã nắng rồi, hên quá. Thì cái cuộc chụp của mình là nó sẽ diễn ra, mình nghĩ là nó sẽ diễn ra rất là tốt đẹp. Quá may mắn, cuối cùng người cùng mình cũng làm được việc. Ok, thì khoảng vài phút nữa mình sẽ tới, và mình sẽ đi một chút, đi một vòng để mình coi cái vị trí như thế nào rồi mình sẽ chụp ở đâu. Ok, thì mình đã tới cái công viên rồi. Đây các bạn có thấy cây cối rất là đẹp, công viên này rất là lớn luôn. Giờ mình sẽ đi vòng vòng xem trước. Rất là đẹp luôn các bạn. Đây chim cò rồi là thiết kế rất là đẹp, rất là sạch sẽ. Tôi nhìn đã thích liền. Bên khu kia là khu của con nít, đáng nữa có thể mình sẽ qua đó. Thì có thể mình sẽ chụp ở đây khoảng 2 tiếng, rồi mình qua kia mình sẽ chụp tiếp. Sẽ còn một cái chỗ nữa và phải chịu khó đi lên núi một chút xíu. Ở đây là mình giống như là mình khởi động thôi, khởi động cho mọi thứ warm up, và mình qua kia rồi mình sẽ chụp nhiều hơn nữa. Đây là lần đầu tiên mình tới công viên này đó. Các bạn có thấy có một cái gia đình ở bên kia, là cuối tuần là thường là cuối tuần họ sẽ tổ chức những cái party nhỏ nhỏ như vậy, rất là vui, những gia đình rất là hạnh phúc. Cái này là giống như mình đang đi cái park ở bên quận 2 đó của Vingroup á. Ở trên mình thì cũng có nhưng mà không có đông đúc như ở dưới đây. Dưới đây nó nhiều hơn. Trong quá trình mình ngồi chờ những cặp couple kia tới á, mình có một chút chia sẻ với các bạn khi đi chụp. Hiện tại là cái mình đang chụp á, chụp couple thôi, rất là đơn giản. Trước khi các bạn tới chụp á thì các bạn nên đi tới chỗ mình chụp á, bạn coi trước. Nếu các bạn là lạ chưa bao giờ tới thì nên mình nên tới trước nửa tiếng hay 1 tiếng, đi lòng vòng mình xem coi này nó có những cái đặc điểm gì nó đẹp đó, thì mình coi nó này kia cái nọ, chứ các bạn đừng tới rồi các bạn mới đi coi, nó sẽ rất là mất thời gian. Vậy lúc đó các bạn sẽ bị rối trí khi các bạn đi chụp. Thì nãy giờ mình đã đi vòng vòng, dành nửa tiếng đã đi vòng vòng mọi thứ rồi, mình đã tìm được cái địa điểm để mình chụp rồi, nên giờ mình rất thoải mái. Bây giờ mình chỉ cần ngồi suy nghĩ về cái góc rồi ánh sáng như thế nào cho nó hợp lý thôi đó, rất là đơn giản. Bây giờ công việc của mình rất là đơn giản. Vài lát nữa thì sẽ tới một cái chỗ tiếp theo, một cái quả núi nhỏ nhỏ gì đó ở trong trung tâm của thành phố Phoenix. Chỗ đó nó cũng là điểm du lịch đi hiking cho những cái người mà ở Phoenix, là có cái chỗ leo núi cũng khá là hay. Thì lát nữa trong quá trình chụp thì mình sẽ quay lại một số cảnh trong quá trình mình làm việc. Đây là cái couple mình làm việc ngày hôm nay, rất là dễ thương. Bên này là Su, bên này là Chin. Thì mình sẽ chụp ở đây khoảng 1 tiếng nữa thì mình bắt đầu mình qua bên kia. Chỗ đây chụp cho nó warm up thoải mái xíu. Qua kia thì Chen sẽ thay đồ để mặc bộ lính để chụp. Thì mình đã xong cái việc ở đây. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi qua bên núi kia để mình bắt đầu đi bộ lên để mình chụp. Chắc mình lên đó, mình đi tới nơi á thì mình phải, chắc mình phải nghỉ mệt rồi mình mới lấy lại sức rồi bắt đầu mình chụp tiếp. Và hẹn gặp lại mọi người ở điểm tiếp theo. Ok, mình đã tới được cái địa điểm tiếp theo và lát nữa mình sẽ leo ra trên kia để mình ở trên đó rồi mình chờ tới chiều rồi mình bắt đầu chụp cái sunset. Thật đẹp. Mình đang hy vọng là buổi chiều nó sẽ đẹp vì hôm nay trời rất là nắng. Nắng nhiều thì trời chiều nay nó sẽ rất là đẹp vì nó có mây nó sẽ ít và hoàng hôn nó sẽ rõ hơn. Cực kỳ đẹp luôn. Mình đang chờ cái cảnh ở đây. Thì mình đang chờ cái cặp hồi nãy tới để mình tiếp tục cái buổi chụp. Nếu mà mình nghĩ là leo trên đó thì mất khoảng 15 tới khoảng nửa tiếng á, thì lên trên đó rồi nghỉ mệt một xíu rồi mình bắt đầu mình vô việc. Bạn thấy nắng như thế này nhưng mà hiện tại mùa ở đây thì đang mát, đang khá là ấm chứ không phải là quá nóng. Tình cờ vô được, hôm nay là ngày offline của những chiếc xe cổ hay sao đó, cực kỳ đẹp luôn các bạn. Cũng những chiếc này là rất là mắc tiền luôn, sẽ show cho các bạn xem đây, rất là đẹp. Đúng quá, nhìn rất là ngầu luôn. Nhìn những cái anh này rất là ngầu. Máy đây, dàn máy của nó đây, rất là đã luôn. Mình sẽ tranh thủ mình chụp vài tấm ở đây. Oh, quá bét, quá đẹp. Đây là hàng zin không đó các bạn à. Zin nghiêng con. đã lên được tới đỉnh mà nãy giờ mình đã chụp rồi, nãy giờ mình tranh thủ mình chụp. Giờ bắt đầu để mình đã chụp xong về mình chuẩn bị chờ sunset để mình chụp. Nếu mà trời thương cái sunset thì mình sẽ chụp, còn không thì mình sẽ off máy rồi mình đi về kết thúc ngày hôm nay. Đây là cái cảnh ở trên. Mọi người lên đây rất là đông, mình phải lựa những cái góc nó kỹ một chút, không là sẽ bị dính rất là nhiều người. Em mà không quen nó cái tầm là em sắp tốt nghiệp em về Việt Nam rồi đó, thì em quen nó nên em mới ở đây. Thật ra thì đi về chơi một thời gian qua đây rồi mới biết được nhiều cái thứ đúng không? Rồi muốn về không? Chán, không có ai để níu giữ mình lại. Thì khi ba mẹ có người quen này nọ thì có người trong gia đình cũng dễ xin việc hơn. Ở đây khó, ở đây có một mình. Là hồi em thích đi qua đây hay là ba mẹ bắt em đi? Không phải bắt mà từ nhỏ nó xác định cho đi. Em học trường quốc tế từ nhỏ, em học tiếng Anh rất tốt. Vậy là khi mà nó qua đây rồi thì em cũng tự em apply, tự tìm trường, tự nộp đơn hết. Ba em nói là muốn đi thì tự làm đi, làm. Và bên trường nào nó nhận. Gia đình tạo điều kiện cho em đi, còn em muốn đi hay không đó là quyền của em. Mà nó lúc đấy cũng tạo điều kiện, kiểu ba em cũng kiểu hay vui nửa đùa nửa thật ý. Ở đấy rồi thích đi ở nói tôi biết một tiếng kiểu đấy, xong rồi mà đã cho học ba bỏ bao nhiêu tiền học trường quốc tế em cũng phải tự hiểu đúng không? Đúng rồi. Đúng. Xong thì mình có một cái câu chuyện muốn kể với các bạn về cái câu chuyện cặp đôi này. Thì sau cái buổi chụp á thì khoảng 3 ngày nữa là anh chàng này là lính Mỹ nên chuẩn bị sẽ làm nhiệm vụ ở Đức khoảng 2 cho tới 3 năm, rất là dài. Nên hôm nay đã cặp đôi này muốn chụp để ghi lại những khoảnh khắc trước khi anh này đi. Và cô gái này cũng đang tìm cách để được đi Đức để bên cạnh của anh chàng này. Cái này là du học nên khi mình nghe được câu chuyện của cặp đôi này thì mình cảm thấy là rất là hay, mình muốn chia sẻ với các bạn. Ok, thì mình đã xong cái buổi chụp ngày hôm nay. Bây giờ mình sẽ bắt đầu ăn bữa tối của mình. Đây, con ghẹ roti rất là ngon. Và ăn xong thì mình phải chạy 2 tiếng để về nhà, cũng khá là mệt. Rồi, bây giờ mình sẽ thưởng thức cái món cơm gà của mình, cực kỳ ngon. Ok, chào mọi người. Thì bây giờ mình đã ăn cơm xong và mình đã kết thúc cái ngày hôm nay. Một ngày khá là mệt. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi cái hành trình của mình. Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ video của mình. Và hãy nhớ like và subscribe cho kênh của mình nữa nhé. Trong tương lai mình có những cái video mới mình sẽ làm tiếp. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chào tạm biệt mọi người. Và hẹn gặp lại ở những video lần sau. Bye bye.